Là một kênh chuyên test và báo giá các sản phẩm cũng như thông báo hàng về để gửi đến quý vị và các bạn cùng tham khảo. Vâng, hôm nay là ngày 27 tháng 5 buổi tối. Ngày 27 tháng 5 em thông báo đến và gửi đến quý vị và các bạn một số sản phẩm mới về bên em hôm nay. Gồm có chiếc đầu cuối Akai 266D, một đôi loa JBL4425 tay voi, một chiếc đầu CD Tech 10, bộ đầu cũng như âm ly Akufei 350 và đầu DP65 và đôi loa tai noise Citilink HV-Kép. Và bây giờ em sẽ đi quay vào chi tiết giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng tham khảo các sản phẩm mới về bên em hôm nay. Vâng, trước mặt quý vị và các bạn, đầu tiên là chiếc đầu cối Akai GX266D full thùng xốp. Hàng còn rất đẹp, chưa sử dụng tại Việt Nam. Và em mới cập bến ngày hôm nay. Em sẽ đi quay vào cận cảnh để giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng tham khảo. Đây, chiếc đầu Akai 266D rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, rất là đẹp, chưa lau chùi, chưa vệ sinh gì cả. Em quay qua để cho thông báo cho quý vị và các bạn, và em sẽ test chi tiết vào một ngày gần nhất cho quý vị và các bạn cùng tham khảo. Dòng này nó là chạy băng 7 luôn các bác, chạy băng 7 và nó chạy luôn hai chiều. Đấy. Dòng này chạy băng 7 và chạy hai chiều chứ không phải một chiều. Con này là chạy băng 4 trách luôn các bác nhá. Đấy. Đây còn nguyên thùng xốp đây. Đấy. Rất là mới luôn. Và tiếp theo đó là đôi loa JBL 4425. Đây là một đôi dòng loa kiểm âm này. Studio Monitor 4425. Con này là cấu hình một bát 30 và một một chép. Con này rất là hay luôn bác nhá. Đấy, các bác xem. Rất là đẹp, rất là hay luôn. 4425. Và em có cả dòng MK2 luôn nha, các bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ theo số điện thoại em đăng ký trên kênh. Đấy, rất là đẹp luôn. Em sẽ quay rất là chậm chậm để cho quý vị và các bạn cùng tham khảo. Và bên trên nó là chiếc đầu Tech CD Tech 10. Dòng dòng Tech thì các bác cũng đã biết rồi, rất là hay luôn, tầm tiền này nó rất là hay luôn. Con này thiết kế mặt vàng chanh. Và hôm nay chị em thông báo hàng về cho quý vị và các bạn cùng tham khảo thôi, còn thì em sẽ test trực tiếp và chi tiết cho quý vị và các bạn xem sau. Rồi 4425 này rất là đẹp luôn các bác nhé, rất là đẹp luôn. Và đôi loa tai noise Citilink HV kép, hôm qua em có giới thiệu cho các bác một đôi loa mới về hôm qua. Và em đã test video và hôm nay tiếp tục là một đôi khác về luôn. Và bây giờ em sẽ mở căng cho quý vị và các bạn. Đây chìa khóa đây. Rất là đẹp luôn các bạn. Loa rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Đây, em sẽ mở tiếp lời chiếc bên này. Và rất là đẹp luôn các bác nhá. Gần như là không có điểm trừ gì cả. Và sau cùng đó là chiếc âm ly Akufei E350 và chiếc đầu Akufei DP65. Đây là những dòng đầu mà rất là phổ thông mà em bán rất là nhiều luôn. Con này thiết kế, hai dòng này thiết kế mặt vàng chanh rất là đẹp. Đấy, và cái dòng âm ly này nó có âm ly còn rất mới luôn các bác, rất mới luôn. Đấy, rất mới luôn, mặt chưa có một vết xước nông mèo nào cả. Đấy, con này nó có cái thiết kế lắp cửa ben và em sẽ test chi tiết cho các bác sau này. Đây là ba lăng này. Đấy, chép, bát, tôn, lau lớn. Thiết kế cầu AB đây, nguồn và CD, input selector.
Pussy Litter. Đấy. Còn đây là bên này volume rất là đẹp luôn các bác. Và bên trên đó là chiếc đầu Acuphase DP65, mặt cũng rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn các bác. Rất là đẹp luôn các bác có xem. Hàng bao zin, bao hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng. Đây là khiển con đầu Acuphase. Em xin lỗi, khiển của Olympia Acuphase. Và bây giờ em sẽ báo giá chi tiết cho quý vị và các bạn cùng tham khảo